Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fast Car, trung tâm mua bán xe ô tô đồ qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay bên Mai về một chiếc xe phải nói là siêu phẩm nữa các anh chị. Đời 2017 đi 27.000 các anh chị, nhưng sơn zin 100%. Phải nói khi mua xe ô tô đồ qua sử dụng mà để tìm được những chiếc xe, đặc biệt là những chiếc xe mà đời phải nói là từ hơi sâu một chút xíu như 13, 14, 15, 16, 17 đi, mà để có sơn zin 100% rất khó các anh chị. Phải nói là chủ xe cực kỳ ít đi thì mới giữ được cái sơn zin này. Bởi vì các anh chị biết sao, đường Sài Gòn thậm chí các anh chị chỉ cần đậu xe ở lề đường thôi, xe máy họ có thể tán vô một cái là mình cũng phải đi dặm tút rồi. Nhưng một chiếc xe sơn zin 100% mà phải nói là cực kỳ đẹp và không có trầy xước gì như thế này, phải nói cực kỳ hiếm ha. Bên cạnh đây là một chiếc Kia Sorento máy dầu 7 chỗ các anh chị. Đời 2017, xe đi mới có 27.000 km thôi. Bên Mai đang bán với giá là 748 triệu. Bây giờ các anh chị hãy đi một vòng quanh xe đi, Mai sẽ có thêm giá cái thông tin về xe cũng như giá xe cho các anh chị ha. Xe này thì năm vỡ còn zin theo xe các anh chị. Đi không có nhiều hết, bỏ mới cứng luôn. Mới cứng luôn các anh chị nha. Ở cái dòng này thì nếu các anh chị mua mới ở cái thời điểm 2017 thì giá xe lăn bánh nó khoảng tầm 1 tỷ mốt. Sáng nay có một anh hỏi Mai đó là: em ơi, bây giờ anh đang phân vân giữa việc mua một chiếc xe mới hay là một chiếc xe lướt. Bởi vì anh thấy một chiếc xe lướt thì giá nó cũng gần gần bằng xe mới rồi, mình ráng chút xíu mình mua xe mới luôn. Thì thật sự là nếu như những chiếc xe lướt đời cao thì nó có thể tiết kiệm cho anh khoảng tầm vài chục triệu đến 100 triệu. Đầu tiên đó là phần 10% thuế trước bạ, tại vì xe qua sử dụng chỉ có 8% thuế trước bạ thôi, còn xe mới thì nó tới 10% thuế trước bạ ha. Rồi chi phí nước đầu tiên, gọi là cái khấu hao nước đầu á, thì nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 10% nữa, thì mất của mình khoảng tầm 80 triệu đến cả 100 triệu các anh chị, tùy dòng xe ha. Còn với chiếc xe này đời 2017 rất ít đi, rất đẹp như thế này, trang bị nhiều đồ, thì anh chủ đã lỗ đến khoảng tầm chiếc này là 700 cho 750 đi ha, 750 với 1 tỷ 050 triệu thì khoảng tầm 300 triệu các anh chị. 300 triệu rất là nhiều ha, thì tiết kiệm cho anh các anh chị được 300 triệu và trải nghiệm một chiếc xe với trị giá gần hơn cả tỷ bạc như thế này ha. Rồi, bây giờ thì không nói nhiều nữa, các anh chị đi gần hơn để mình xem kỹ cái xe này nha. Đây, đi gần hơn và xem thử cái chất sơn của cái chiếc xe này có giống như Mai nói không các anh chị nha. Phần nắp capo của mình không có trầy xước gì hết. Phần phía bên này cũng vậy, mối nối rất là liền lạc các anh chị, rất là liền lạc ha. Phía dưới này, những cái chỗ mà nhẹ nhẹ như thế này nè, bên Mai về sẽ để lại cho các anh chị. Tại vì mình ưu tiên sơn zin các anh chị, chứ còn dặm tút lại nó rất là đơn giản các anh chị ha. Ở cái dòng này phiên bản là máy dầu bản full các anh chị nha, nên ở đây mình có rửa đèn pha nè, có cảm biến phía trước luôn các anh chị ha. Rồi bây giờ các anh chị vô phía trong, mình kiểm tra giúp Mai cái phần vỏ ha. Xe mình thì năm vỏ zin theo xe, mà thấy phần vỏ ở đây còn rất là sâu, vỏ thì vỏ của Continental ha, Continental đây. Ở phía trước này thì có đảo vỏ vô phía trong rồi thì sẽ không thấy được đét vỏ cái gì. Đây, thấy rồi. Hồi nãy mà kiểm tra thì không thấy. Đây, đét vỏ mình là tầng thứ 41 của 2016, xe này 2017, đây là chuyện bình thường ha. Vỏ người ta sản xuất năm trước, năm sau dùng là bình thường. Xe mình là mâm 18 các anh chị, phần mâm cũng không trầy xước gì hết nha. Không trầy xước gì hết, xe vừa mới về còn rất là bụi nè, lớp rất là bụi, mâm rất là bụi. Còn Mai để yên như thế này, Mai quay cho các anh chị để biết được cái chất xe thực sự của chiếc xe này như thế nào luôn. Đây, ở đây mình có trầy xước nhẹ xíu nè. Mai nói rồi, đường Sài Gòn thiệt sự các anh chị chỉ cần để không thôi. Hai cái phần tay hai bên nè, để là trầy xước là bình thường, nhưng những cái này Mai để nguyên cho các anh chị ha. Dầm tút nó rất là đơn giản, nhưng bên Mai để nguyên cho các anh chị luôn. Xe này còn đăng kiểm đường bộ tháng 10 2022 các anh chị vô tư xài luôn ha. Có lắp sẵn bệ bước cho mình rồi nè. Xe zin không có bệ bước nha. Rồi trên này mình có cả cái ghế đồ nè, dán phim rồi. Các anh chị kiểm tra giúp Mai phần keo chỉ và ốc ác ha. Bên Mai thì cam kết với các anh chị, keo chỉ nguyên zin, ốc ác nguyên zin, chưa có làm một cái gì hết các anh chị. Chiếc xe này phải nói là siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp các anh chị. Ngoài ra thì 7 chỗ máy hôm nay bên Mai về cực kỳ nhiều xe lướt luôn nè. Innova đi mới 1.000 km chuẩn đẹp luôn các anh chị nha. Innova bản G đời 2019 nhưng đi chỉ có 1.000 km thôi, màu bạc, và một chiếc là đi 10.000 km màu xám, màu xám ha. Ngoài ra thì Mai cũng còn một chiếc Xpander. Đây cho các anh chị kiểm tra luôn phần lớp sau với Mai, lớp sau rất là sâu nè. Đây giúp cái nữa ha. Đây đó, cho các anh chị xem nè, cực kỳ sâu luôn. Ngoài ra bên Mai cũng còn Xpander nữa các anh chị. Xpander đi có 30.000 km thôi, rất là đẹp nha. Ở phiên bản full này thì mình có cam lùi nè, cảm biến lùi nè. Đi gần hơn cho các anh chị xem kỹ hơn giúp Mai ha. Đây, cam lùi các anh chị, cảm biến lùi phía sau. Rồi cho các anh chị xem phần gầm cũng như lớp dự phòng. Lớp dự phòng phải nói là cực kỳ sâu, cực kỳ mới luôn các anh chị. Mới len keng luôn, gầm cũng vậy các anh chị. 27.000 km không đi bao nhiêu hết. Odo chuẩn ha, cam kết với các anh chị luôn.
Rồi đây, cho các anh chị xem phần cốp. Xe vừa về chưa vệ sinh nha, nhưng mở cái cốp ra là mình thấy ưng liền. Rất là sạch sẽ nè. Phần dưới này còn nỉ nha các anh chị, nhưng cái nỉ này nó rất là dễ bám dơ, nhưng ở đây mà thấy rất là sạch sẽ nè. Ghế thì các anh chị có thể gập đều xuống như thế này để mình để đồ được rất là nhiều nè. Khoang này rất là rộng ha. Này là nếu mà một người nè, các anh chị nhìn ha, nếu như mà chui vô đây ngồi. Đó, dư luôn, dư dả nè các anh chị. Dư dả cho các anh chị luôn ha. Cái này mình dù đi picnic này kia, các anh chị trải dài hết ba hàng ghế này, mình lót thêm cái đệm nữa, đi chơi rất là vui. Đó. Rồi, mai sẽ bật ghế lên cho các anh chị xem hàng ghế phía sau nha. Trước da của hàng ghế phía sau. Đó, mới công các anh chị nha. Mình có hộc gió hàng ghế thứ ba nè, có bệ tì tay và chỗ để ly luôn. Cực kỳ sạch, cực kỳ đẹp, cực kỳ thoải mái nha. Đi xe rất là sướng. Đây, dưới này là bộ dụng cụ sửa chữa nè, còn nguyên và được sắp xếp rất là gọn gàng, rất là đẹp các anh chị nha. Đó, con đội nè. Rồi, kiểm tra giúp Mai phần ốc cốp và kêu chị cốp các anh chị nha. Lát nữa thì Mai sẽ đi sơ qua cái phần những chiếc xe mà 7 chỗ đang có bên Mai á, thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Video chi tiết thì Mai đã quay trên kênh của Phát Ca rồi. Các anh chị nếu mà quan tâm những chiếc xe đó, muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết những chiếc xe đó, thì xem video, tìm video chi tiết trên Phát Ca ha. Ví dụ như các anh chị muốn tìm dòng xe i10 đi, tại Phát Ca thì các anh chị có thể search Hyundai i10 cộng với cái đuôi nữa là Phát Ca, thì nó sẽ ra những cái video về xe i10 tại Phát Ca cho các anh chị xem nha. Rồi, cho các anh chị kiểm tra phần nội thất nè. Nội thất thì hàng ghế thứ hai cũng còn rất là mới. Nội thất của mình là ghế da màu kem căng bóng các anh chị, rất là đẹp nha. Đó, sàn có một cái là sàn còn nguyên zin. Thật sự là Mai thích là khách hàng đã bọc sàn sẵn, nhưng mà ở chiếc xe này thì không có sử dụng nhiều, anh chỉ có tapi sàn thôi chứ chưa có bọc sàn. Đẹp nhất thì mình lên cái sàn 5D, còn không nữa thì có thể bọc simili cho sạch sẽ nha. Ở đây phần trần xe các anh chị là đã có một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh rồi, nên là khó để mà mình bọc trần lắm, và hầu như rất ít ai bọc trần như những dòng này. Rồi sẵn thì Mai mở cửa sổ trời cho các anh chị xem nha. Đây, để máy lên luôn. Ghế tự động các anh chị, ghế tự động nha. Có nhớ ghế hai vị trí ở đây. Nhớ ghế hai vị trí. Ghế lái chỉnh điện nè. Tự động nó đẩy lên khi các anh chị đã xếp vị trí thì chỉ cần nổ máy lên nó sẽ về vị trí thứ nhất ha. Còn mình muốn qua thì vị trí thứ hai bấm số 2. Đó, nó tự động thay đổi nè. Những chiếc xe của Hàn Quốc sau này nó là của Hàn Quốc á, đặc biệt là của hãng mà xe của Hàn Quốc thì nó có rất là nhiều option. Ở trên này chắc là Mai nói tiếp cái phần cửa sổ trời cho các anh chị nha. Bây giờ mình đang đi dở ha. Cửa sổ trời mình là một chạm các anh chị. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama một chạm rất là đẹp. Này mà đi chơi đi biển á, mà nhà con nít là thích lắm luôn á. Mấy bạn nhỏ cực kỳ thích cái này nữa nè. Lâu lâu mình hít khí trời này kia, lấy gió ngoài rất là gọi là rất là thích ha. Chứ còn đi chơi xa mà chỉ có ngồi trong xe không thì cũng khá là bí bách. Rồi các anh chị kiểm tra giúp Mai cái phần vô lăng nha. Ở đây vô lăng thì rất là nhiều tính năng nè, mình có set cruise control. Cruise control này khi mà các anh chị đi xa lên cao tốc thì khá là lợi hại, khá là nhàn đó. Rồi mình có điều khiển chức năng nè, đàm thoại rảnh tay nè, rồi những cái phím điều khiển âm lượng ở đây nha, còn rất là mới căng. Không có bị bóng mờ, không bị mờ chữ mất số một cái gì hết các anh chị nha. Rồi xe này đi được 27.000 km rồi các anh chị chuẩn ha. Mình có thể xem thêm phần cần số cũng như là tablo cũng như là cái phía bên này để xem thử có đúng là 27.000 km không, có đúng là ít sử dụng không nha. Mình có một cái chế độ là Eco Tip, Active Eco này nè. Là Eco này nó sẽ giúp các anh chị tiết kiệm nhiên liệu ha, tắt mở cảm biến để tránh gây sự phiền phức nè. Rồi ở bên này mình có hai cái dàn lạnh độc lập, các anh chị đi xa thì sẽ thoải mái hơn cho người ngồi bên cạnh mình nhé. Một cái màn hình cảm ứng nguyên zin luôn, có navigation luôn các anh chị. À, anh chủ có gắn cho mình luôn cái cam hành trình rồi. Đó, chiếc xe này về thì các anh chị chỉ cần đi thôi, chứ mình không cần phải thêm phải gắn thêm một cái gì nữa hết ha. Chống trơn trượt nữa nè. Rồi bây giờ Mai sẽ mở nắp capo ra phía trước cho các anh chị kiểm tra xe nha. Mai đang để máy nổ luôn các anh chị, để máy nổ luôn cho các anh chị nghe tiếng máy xe nha. Rồi mấy cái bọc ni lông vẫn còn luôn á, nãy quên cho các anh chị xem. Đâu ta, đây. Rồi các anh chị kiểm tra giúp Mai phần nắp ốc, nắp capo. Ô, capo này có tiben trợ lực luôn, đỡ cho Mai quá. Xe này thì các chị mình đi cũng được nha, các chị mình đi cũng rất là thoải mái ha. Capo này kia là có tiben trợ lực hết. Rồi tính năng thì rất là nhiều luôn. Ở phần động cơ xe mới về mà chưa rửa nên hơi bụi, các anh chị thông cảm giúp Mai. Xe thì trước khi giao cho các anh chị bên Mai sẽ làm vệ sinh sạch sẽ hết, các anh chị mình yên tâm nha.
giao xe đến tay khách hàng là mình phải vệ sinh từ động cơ, nội thất, ngoại thất này kia là chà sạch sẽ hết, các anh chị yên tâm. Bên Mai cam kết cho các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không đẩy tu động cơ hộp số, bao test hãng ha. Động cơ của mình là CRDI 16 van các anh chị, máy dầu 2.2 nha. Cho các anh chị nghe tiếng máy. Ốc ép là còn màu nè là đầy đủ hết. Ốc rồi là ốc 7 màu các anh chị. Bên Mai cam kết với các anh chị sẽ không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tu động cơ hộp số, bao test hãng cho các anh chị mình. Nếu các anh chị mình đã thích chiếc xe này rồi, nếu mà mình không biết xem xe, mình không biết kiểm tra xe á, thì mình đặt cọc đi, chốt giá đặt cọc. Mai sẽ cùng với các anh chị ra phía ngoài hãng á, mình kiểm tra xe. Nếu mà xe không đúng như bên Mai cam kết, Mai sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các anh chị. Còn nếu xe đúng như bên Mai cam kết thì tất nhiên là cái phần chi phí này các anh chị đi kiểm tra lại, mà các anh chị sẽ phải tự chi trả chi phí này. Nó không nhiều đâu, khoảng tầm 1 đến 2 triệu thôi. Nhưng mà mình có thể kiểm tra xe luôn một lần nè, coi có cần làm gì không, cần bảo dưỡng cái gì không. Rồi nó có giấy chứng nhận cho mình luôn, rất là yên tâm các anh chị nha. Đó, nên là nếu mà được, có điều kiện các anh chị cứ đi test lại. Còn bên Mai khi mà thu xe về thì sẽ kiểm tra trên lịch sử hãng một lần trước khi qua xem xe kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới quyết định là có lấy chiếc xe đó về hay không. Nên các anh chị yên tâm là bên Mai đã kiểm tra đến 2-3 lần rồi thì mới có một chiếc xe đem ra bán cho các anh chị, chứ không phải dễ dàng đâu. Rồi bây giờ Mai sẽ đi sơ qua mấy chiếc xe đang có cho các anh chị nhé. Chắc là Mai sẽ đi trước là một chiếc xe lướt ở đây. Mấy hôm nay về toàn 7 chỗ xe lướt đời cao rất đẹp, mà các anh chị nào không lấy thì không sao, thì rất là tiếc nha. Innova bản G đời 2019 các anh chị, trang bị rất là đầy đủ luôn. Nhưng đặc biệt là xe này đi mới 1.000 km thôi, mới len ken 99% y chang trong hãng ra. Bên Mai đang bán với giá là 695 triệu, biển số thành phố luôn các anh chị, tiết kiệm 20 triệu tiền biển số nha. Bây giờ mình đi một vòng quanh xe để xem thử chất xe. Ở chiếc xe này thì Mai có quay chi tiết cho các anh chị rồi, nên là nếu mà mình thích chiếc này thì các anh chị cứ search là Innova 2019 phát ca đi, là sẽ ra cái thông tin chi tiết của chiếc xe này. Mai tắt máy không nè, Sorento. Đó. Ở bản G của mình thì trang bị đầy đủ để sử dụng rồi các anh chị. Tất nhiên là xe này đi 1.000 km thì năm vỡ zin theo xe, sơ cua chưa hạ, gầm bể rất sáng sủa. Ở bản G của mình đã có cam lùi, cả miếng lùi rồi các anh chị. Trần của mình có cả đèn trần luôn, rất mới luôn. Chưa có bột trần nha, thật ra là những dòng có đèn trần gì chả bột trần hết, nó không đẹp các anh chị. Ghế của mình là ghế da nè, sàn simili, những cái phần keo như thế này là chưa tháo mở gì luôn các anh chị. Đây, đi đúng 1.000 này cho các anh chị xem qua nè. Đó. Để các anh chị nào mà chưa xem video thì mình xem qua ha. Có màn hình luôn đầy đủ để sử dụng các anh chị nha. Rất là đẹp ha. Chiếc mà màu xám mà Mai có nhắc tới đi 10.000 km đó, thì chiếc đó có cả là biển số tỉnh nè. Và đi nhiều hơn chiếc này chút xíu, nên là bên Mai đang bán với giá là 688 triệu, nhiều hơn chút xíu siêu nha các anh chị nha. Rồi bây giờ Mai sẽ đi sơ qua chiếc Xpander này cho các anh chị. Tại vì chiếc đó thì đang trên đường về, chiếc Innova mà đang nói là đang trên đường về thì khoảng tầm 1-2 bữa nữa về các anh chị. Còn video thì Mai đã có trên kênh cho các anh chị rồi, nếu mà các anh chị quan tâm thì cứ tìm trên kênh của Mai nhé. Hoặc là inbox cho Mai đi, Mai sẽ gửi cho các anh chị nhé. Tiếp, Xpander đi có 30.000 km, xe không kinh doanh, chiếc này là nhập khẩu Indo nguyên chiếc các anh chị nha. Những chiếc Xpander hiện tại là lắp ráp ở Việt Nam, không còn nhập khẩu nữa. Đây là những chiếc mà cuối cùng của cái lô hàng nhập khẩu các anh chị. Xe này đời 2019 số tự động, bên Mai đang bán với giá là 525 triệu thôi. Anh chủ này đã bọc cho mình nguyên một bộ ghế da rồi các anh chị nhé. Xe mình thì đã có cam lùi rồi. Cam lùi rồi, năm vỏ zin theo xe, vỏ thì còn rất là sâu nè. Ở dòng này là động cơ 1.5 nên rất là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Nếu mà gia đình mình đi những dòng như thế này thì cũng khá là ok, 7 chỗ cũng khá rộng rãi ha. Trần còn mới nguyên, sàn thì sàn simili rồi, ghế da màu kem, có màn hình sẵn ha. Đó, mấy nay thì bên Mai giao xe tỉnh rất là nhiều nè. Hôm nay là cái anh đi Quảng Ngãi nè, đi Đà Lạt nè. Hôm cuối tuần rồi là giao một chiếc Đắk Nông, một chiếc Đà Lạt nè. Fortuner về Đắk Nông nè, rồi MUS, Isuzu MUS 28 về Đà Lạt nè các anh chị. Nên là các anh chị ở tỉnh đừng ngần ngại nha. Mình tìm được một đơn vị mua xe uy tín là có cam kết, có bảo hành như mình rõ ràng thì không vấn đề gì phải lo hết. Các anh chị xem một cái video chi tiết ở đây, hoặc là nếu mà cần thông tin gì nữa thì cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Mai sẽ quay phim, chụp hình thật là kỹ càng cho các anh chị, để anh chị ok xe đó mình chốt giá đặt cọc. Rồi Mai sẽ giao xe về tận nhà, các anh chị ok thì mình nhận xe. Còn nếu như mà xe không đúng như bên Mai cam kết, không đúng như Mai làm video ở đây, thì Mai sẽ hoàn toàn bộ cọc và chịu toàn bộ chi phí vận chuyển này kia cho các anh chị luôn. Không phải lo lắng một cái gì cả.
Còn nếu mà cái xe đúng như Mai Cam kết rồi nhưng các anh chị cảm thấy ô không thích xe này nữa, mình thích chiếc xe khác hay là mình lỡ mua được chiếc xe khác rồi, thì các anh chị chịu giúp Mai một cái phần chi phí vận chuyển thôi, không sao hết. Mai vẫn hoàn cọc lại cho các anh chị đầy đủ nha, và cho xe về bình thường thôi, vui vẻ, không mua xe được xe này mua xe khác. Có thể là chưa ủng hộ Mai chiếc này thì có thể ủng hộ Mai chiếc khác, nên là các anh chị yên tâm ha. Ngoài ra thì nếu có nhu cầu tìm một chiếc xe 5 chỗ 7 chỗ hay như thế nào đó thì cứ liên hệ với Mai, bên Mai về xe liên tục và bán cũng liên tục các anh chị. Mấy hôm trước các anh hỏi Mai chiếc có EcoSport rất là nhiều nhưng về rồi bán luôn. Thì hôm nay bên Mai cũng đang về một chiếc là EcoSport số tự động đời 2019 nữa, nên nếu các anh chị nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ ưu tiên gửi hình cho các anh chị trước nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi Mai cũng như Fastcar. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.